Phú Đề Gia ở Rễ, chương 1922 đến chương 1926. Điều thú vị hơn vẫn chưa đến. Dương Trung Quân khẽ cười một tiếng. Tam Đại Chùa Địa Tông, vì để cho Tam Đại Chùa một mực hòa làm một thể, cho nên có một sự ăn ý. Đó chính là vị trí Thiếu Tông của Địa Tông, Phật tử của ba tông thay phiên nhau đảm nhiệm. Mà mỗi một thời đại Thiếu Tông đều có xác suất cực lớn trở thành tông chủ Địa Tông. Nói ngắn gọn, Địa Tông dùng thủ đoạn như vậy để Tam Đại Chùa vĩnh viễn đồng lòng. Mà căn cứ theo phép tắc, người thượng vị vị trí Thiếu Tông thế hệ này lẽ ra là Phật tử Thích Quân của Tiểu Phụng Tự. Nhưng là không biết tại sao Kim Long Tự thế hệ này cường ngạnh dị thường. Trên thân Thích Tam Sinh còn có ba kiếp luân hồi, hư hư thực thực là tổ sư Địa Tông chuyển thế. Bởi vì điểm này, mặc kệ là Kim Long Tự hay là Đại Phụng Tự, có thể nói tại toàn bộ nội bộ Địa Tông gần như 7-8 phần cao tầng đều chi viện Thích Tam Sinh thượng vị. Mà Phật tử Thích Quân mặc dù khó chịu, Tiểu Phụng Tự mặc dù bất mãn và tình huống này, chỉ có thể kìm lại một chút tâm tư của mình. Cho nên Địa Tông hiện tại ít nhất bề ngoài giống như thùng sắt một khối. Mà đợi đến khi Cửu Nhãn Thiên Châu hợp nhất, mình chứng cho thân Phật Thích Tam Sinh, về sau nói không chừng Tam Đại Chùa Địa Tông sẽ tại thịnh nét tình thế này triệt để hợp nhất. Đương nhiên vẫn chưa biết liệu tất cả những điều này cuối cùng có xảy ra hay không. Nói không chừng còn biết bởi vì Thích Tam Sinh không tuân theo quy củ, Địa Tông sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Ngay tại ngày thứ hai, khi Bùi Nguyên Minh đang cân nhắc thông tin Dương Trung Quân đưa tới, một chiếc Toyota Century vô cùng khiêm tốn chậm rãi dừng ở bên ngoài binh bộ Biên Thủy. Binh bộ Biên Thủy chính là một binh bộ thấp kém nhất trong 9 binh bộ ở Đại Hạ. Nhưng là bởi vì nơi này là Biên Thủy, mấy năm liên tục cùng chiến quốc giao tranh, cho nên đây cũng là nơi duy nhất trong 9 đại binh bộ thường xuyên tiếp xúc với chiến sĩ. Khác với những binh bộ vùng Trung Nguyên, Thái Bình mấy năm nay, tại binh bộ Biên Thủy, khắp nơi đều mang một loại hương vị khói lửa. Dường như chỉ cần tới gần, liền có thể ngửi được một mùi thuốc súng nồng đậm. Toyota cửa xe mở rộng, Thích Tâm Sinh mặc thường phục màu trắng bước xuống. Trong tay hắn là một chiếc ô giấy dầu đến từ Giang Nam. Tại Đại Mạc nơi này, dùng để che chắn ánh nắng, không còn gì tốt hơn. Hắn không để bất luận kẻ nào đi theo mình, nhếch miệng mỉm cười. Ellen, ngươi ở chỗ này chờ ta, nhiều nhất 2 giờ ta liền sẽ quay lại. Trong xe có một nữ tử mặc váy ngắn, dáng người uyển chuyển, trang dung tinh xảo. Nàng giờ phút này có chút lo lắng. Thiếu Tông, không bằng vẫn là để ta đi cùng một lần à? Thế Tâm Sinh khẽ lắc đầu. Nếu như là ngày thường, ta đều chẳng muốn tới đây. Nhưng là ta hôm nay phải gặp người có thân phận đặc thù. Ta muốn làm gì cũng là vì lợi ích của Địa Tông. Chính ta ra mặt sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng hơn. Ngươi không cần phải lo lắng. Cho dù chân hoàng không đồng ý với các điều khoản của ta, cũng không dám làm gì ta. Nghe nói như thế, nữ tử váy ngắn mới thở dài một hơi. Sau đó nàng lấy ra một hộp quà đưa cho Thích Tâm Sinh. Vẫn là Ellen ngươi, chu đáo. Ta nhiều năm chưa từng đi lại tại Hồng Trần, ngược lại là kém chút nữa quên mất những nghi thức căn bản này. Thích Tâm Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau tiếp nhận hộp quà liền chậm rãi tiến lên. Tại thời điểm đi đến cửa vào đại doanh trại binh bộ Biên Thủy khoảng 100 mét, một đốm đỏ đột ngột sáng lên trong khu trại vốn dĩ yên tĩnh. Một số đốm đỏ rơi vào lông mày của Thích Tâm Sinh, một số thì khóa chặt đường lui của hắn. Rõ ràng, mặc kệ hắn là ai, hắn có thân phận gì, giờ phút này tùy ý tới gần binh bộ Biên Thủy mà không có lời giải thích rõ ràng, hậu quả chỉ sợ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiếp mắt nhìn về phía trước, Thích Tam Sinh cười cười, thản nhiên nói: Tại hạ Thích Tam Sinh đã cùng thống lĩnh chân hoàn hẹn, hôm nay gặp mặt. Nghe nói như thế, chấm đỏ ban đầu khóa trên người hắn lập tức biến mất. Lúc này cánh cửa sắt bị khóa chậm rãi khởi động, hướng về hai bên trượt ra. Nhìn xem một màn này, Thích Tam Sinh khóe miệng hiển hiện một vòng cao thâm khó dò. Sau đó hắn chắp hai tay sau lưng,
hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi thông suốt, đồng thời cũng không thấy bất kỳ một quân sĩ nào. Cứ như thế, trong toàn bộ đại doanh trại đều trống rỗng, không có một ai. Thế nhưng là Thích Tam Sinh đang đi lại biết rõ, vào giờ phút này chỉ có trên 100 tay súng đang nhắm vào mình. Nếu như chính mình có cái đi sai hay là bước nhầm gì, hoặc là có cái cử chỉ vượt qua gì, chỉ sợ nháy mắt sau đó, những tay súng kia liền sẽ đồng thời khai hỏa đem mình đánh thành cái niên. Chẳng qua, đối với loại nguy hiểm như ẩn như hiện nay, Thích Tâm Sinh lại không có cảm giác nhiều lắm. Hắn chỉ là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, cuối cùng đi đến bên rìa một hồ nước nhân tạo. Giữa sa mạc có một hồ nước nhân tạo, vốn dĩ là hành vi 10 phần xa hoa lãng phí, bởi vì muốn duy trì cái hồ này cần tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực, đặc biệt là tài nguyên nước. Tuy nhiên, sự tồn tại của hồ nước nhân tạo này khiến cho khu vực này có chút gió xuân, mưa phùn, khiến người thư thái, vui vẻ. Trong một tòa lương đình do Tử Kim Châu chế tạo thành, một người phụ nữ mặc quân phục đang chơi cờ vây. Cái gọi là chơi cờ vây này cũng không phải là đang cùng ai đánh cờ, mà rõ ràng là đang phá giải một nước cờ bí, nổi danh từ xưa đến nay. Đối với người phụ nữ mặc quân phục này mà nói, dường như tại bên trong kỳ đạo hiện tại đã không có đối thủ. Đối thủ của nàng đến từ các thế cờ bí chưa một ai phá giải được. Nhìn xem nữ tử si mê với thế cờ bí, Thích Tâm Sinh không hề quấy rầy mà là im lặng đứng xem. Nữ tử mặc dù mặc quân phục nhưng nhìn khí khái anh hùng hừng hực, nhưng dù là thế nào cũng không có cách nào che giấu dung nhan tuyệt thế của nàng một chút nào. Mặc dù nàng hiện tại là tóc ngắn, nhưng là cả người, mặc kệ khí chất, dung mạo hay là tư thái, tại trong vòng tròn thượng lưu luẩn quẩn của đại hạ, tất nhiên vẫn là người xếp trong tốt đầu. Cái gọi là chim sa cá rạch, hoa nhường nguyệt thẹn, nói chính là một mỹ nhân như nàng. Mà lấy Thích Tâm Sinh, một nhân vật như vậy, có thể nói là đã nhìn thấy tất cả các loại thiên kiêu thịnh thế trong thiên hạ. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân trước mặt vào lúc này, trong lòng hắn vẫn có một chút rung động, như thể có những gợn sóng chớp động. Nàng Chân Hoàn chính là một trong tứ đại thống lĩnh binh bộ biên thùy, đến từ một mạch cổ xưa nhất của Chân gia thủ đô, một trong thập đại gia tộc cao cấp. Đứng yên lặng nhìn xem nữ tử, sau khi một con cờ vây cuối cùng rơi xuống, Thích Tâm Sinh mới nhẹ nhàng vỗ tay. Thật là đặc sắc, thiên mã hành không. Một viên cờ vây này nhìn thì như là làm loạn, nhưng trên thực tế thì là tìm đường sống trong chỗ chết. Một viên rơi xuống có thể phá được nước cờ hiểm. Xem ra, cho dù là tại trong thế cờ bí, Chân thống lĩnh đều không có đối thủ. Nghe nói như thế, Chân Hoàng, mắt đẹp nữ tử đánh cờ có chút lóe lên. Nàng thả xuống hộp cờ trong tay, quay người nhìn Thích Tâm Sinh một chút. Hóa ra là Thiếu Tông Phật Môn Địa Tông Thích Tam Sinh, tam thế kim cương chuyển thế 3 lần trong truyền thuyết. Thế nào không ở tại Kỳ Liên Sơn, khi ngươi chuyển thế tái sinh, lại muốn tới doanh trại của ta để hoằng dương Phật Pháp hay sao? Chỉ tiếc, người chỗ này của chúng ta đều là tin tưởng súng đạn trong tay mình. Đối với cái gì kiếp trước kiếp này, thiên đường, địa phủ, chúng ta không có một chút xíu nào hứng thú. Thích Tâm Sinh bật cười, nói chuyện luân hồi chuyển thế chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt tín đồ vô tri mà thôi, sao có thể tin tưởng được à? Người chỉ có kiếp này, không có đời sau. Cả đời này không có được mọi thứ, nói cái gì đời sau chứ à? Chân Hoàng thản nhiên nói, lời này bị tín đồ địa tông các ngươi nghe được, chỉ sợ vô số người đều sẽ sụp đổ tín ngưỡng à? Thích Tâm Sinh mỉm cười, đối với người khác liền phải nói lời nói khác. Tại trước mặt Chân thống lĩnh, dạng người biết chuyện như thế này, ta nói cái gì Phật Pháp hay không Phật Pháp, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ hay sao? Đúng rồi, lần này mạo muội đến đây quấy rầy Chân thống lĩnh, thật sự là không có ý tứ, cho nên ta đặc biệt từ Kim Long Tự mang đến một viên cam lộ hoàn cung phụng 100 năm tại Phật Tiền. Vật này được làm từ hơn 50 loại tiên dược mà thành. Mặc dù không nói là thần đan diệu dược, nhưng bình thường mà nói, nếu có tam tai 6 bệnh, chỉ cần cạo một chút rồi nuốt vào liền có thể thuốc đến bệnh trừ.
Đương nhiên, lấy thủ đoạn cùng thực lực của Trâm thống lĩnh mà nói, thứ này tuyệt đối vô dụng. Nhưng là bọn thủ hạ, nó không chừng có thời điểm cần dùng đến. Đang khi nói chuyện, Thích Tâm Sinh tiện tay lấy ra một hộp quà đặt ở trên mặt bàn, sau đó mở ra cái nắp, một viên đan dược màu đỏ sậm xuất hiện. Cam độ hoàn, một trong chí bảo của Điện Tông sao? Chân Hoàn hơi sững sờ, mà lấy tính tình trong trẻo lạnh lùng của nàng, giờ phút này đều là nhìn không được, đưa tay phải ra, cầm lên viên đan dược màu đỏ sậm này. Thứ này mặc dù không thể để cho người nuốt vào được trường sinh bất tử, nhưng là người chết sống lại, lành lại thân thể, lại là có thể làm được dễ như trở bàn tay. Đối với Minh Bộ mà nói, đây càng là một vật chí bảo, khó có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết, công thức điều chế loại đan dược này đã sớm thất truyền. Mấy viên còn sót lại trong tay Điện Tông đều là đồ vật lấy ra từ trong tang thi của các vị đại đức cao tăng nhiều đời trước. Mà Chân Hoàn, loại người từng thấy qua nhiều loại việc đời này, đối với vật gì khác trên thế gian, cơ bản cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là viên cam độ hoàn này, nàng xác thực chưa từng có được. Dù sao, đây là đồ vật có tiền cũng không đổi được. Cầm cam độ hoàn nhìn hồi lâu sau, Chân Hoàn mới lưu luyến không rời, đem viên đan dược này đặt lại. Sau đó, nàng ra hiệu thủ hạ đưa hai chén trà tới, mới hít cặp mắt đào hoa đẹp dài nhìn xem Thích Tâm Sinh. Thiếu Tông, ngươi chưa nói rõ mục đích chuyến thăm của mình, bởi vì cái gọi là vô công bất nhận lộc, ngươi không nói rõ mục đích rõ ràng, ta cũng không dám vô duyên cớ nhận cam lộ hoàn này của ngươi. Thích Tâm Sinh thanh đạm cười một tiếng. Trần tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nghĩ tất cả mọi người tại bên ngoài vạn lý tường thành luôn sẽ có thời điểm gặp mặt nhau. Tại trước khi gặp mặt chào hỏi, dù sao cũng tốt hơn là ngày sau quen biết à. Còn như cam lộ hoàn này chẳng qua chỉ là lễ gặp mặt mà thôi, Trần tiểu thư không cần để ở trong lòng. Xưng hô từ Trần thống lĩnh biến thành Trần tiểu thư, từ trình độ nào đó đã nói rõ thái độ của Thích Tâm Sinh, và cũng là cách để Thích Tâm Sinh lặng lẽ rút ngắn quan hệ giữa hai người. Chân Hoàn hơi hít mắt lại, mang theo vài phần khuynh quốc khuynh thành, sau đó đảo mắt. Thế nhân, mặc dù đối với Thiếu Tông biết không nhiều, nhưng ta rõ ràng Thiếu Tông làm việc cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Thái độ của ngươi bây giờ để ta rất sợ hãi à. Nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ bị Thiếu Tông một hơi nuốt chửng ăn sạch sẽ à. Cho nên Thiếu Tông không nói rõ ràng mục đích, đừng nói là một viên cam lộ hoàn, coi như người đưa cho ta một đóa hoa dại ven đường, ta cũng không dám nhận. Dù sao trên thế giới này, tất cả đồ vật người ngoài tặng cho đều đã sớm là bảng giá trong bóng tối, thay vì đợi đến sau này mới biết được bảng giá là bao nhiêu, dẫn tới mất cảnh giác không kịp chuẩn bị, chi bằng bây giờ nói rõ giá cả. Thiếu Tông nói, có đúng hay không? Chân Hoàn nét mặt tươi cười như hoa, dường như muốn nhìn thấu tất cả tâm tư của Thích Tâm Sinh. Nghe thấy lời nói của Chân Hoàn, một tia bất lực thoáng qua trên mặt Thích Tâm Sinh, tựa hồ có vài lời không muốn nói. Nhưng là Chân Hoàn đã đem lời nói đến nước này, như vậy hắn có che giấu cũng liền không có ý nghĩa. Chân tiểu thư, hắn là biết chuyện Cửu Nhãn Thiên Châu. Trước mắt, 9 viên Thiên Châu trong truyền thuyết, trừ Mạn Đà La Thiên Châu cùng Cửu Nhãn Thiên Châu ra, còn lại 7 viên đều tại Địa Tông chúng ta. Ta biết Trần tiểu thư đến bên ngoài vạn lý tường thành, hơn phần nữa cũng đối với Cửu Nhãn Thiên Châu này có hứng thú. Có điều ta có thể ở đây thẳng thắn mà nói, bên trong 9 viên Thiên Châu cũng không có bí mật trường sinh bất tử. Nếu như có, thì vì tổ sư nào của Địa Tông chúng ta cũng sẽ không viên tịch, đúng hay không? Chân Hoàn cười nhạt một tiếng, chuyện trường sinh bất tử ta tự nhiên là không tin, nhưng là có một số lão nhân gia trong tộc đối với hứng thú này lại cực lớn. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là có một cơ hội, họ sẽ thử một chút. Ta mặc dù ở trong tộc cũng coi là quyền cao chức trọng, thế nhưng là nhóm lão nhân gia kia muốn chứng kiến Cửu Nhãn Thiên Châu một chút, nhìn xem cái khả năng gọi là trường sinh bất tử. Ta là một tiểu bối,
cũng không thể làm xấu tưởng niệm kia của bọn họ à? Nếu như Thiếu Tông là muốn khuyên ta từ bỏ chính viên Thiên Châu kia, không cần mở miệng ra thì tốt hơn. Thất Tâm Sinh im ắng cười một tiếng. Về điểm này, Trần Tiểu Thư là xem thường bản Thiếu Tông rồi. Ta hôm nay đến đây, như vậy tự nhiên là muốn thẳng thắn. Trần Tiểu Thư, nếu là nguyện ý từ bỏ Cửu Nhãn Thiên Châu, vậy dĩ nhiên là tất cả sự tình đều vui vẻ. Nhưng nếu là Trần Tiểu Thư không nguyện ý từ bỏ Cửu Nhãn Thiên Châu, bản Thiếu Tông ta cũng cảm thấy giữa ngươi và ta vẫn có khả năng hợp tác. Chân Hoàng thản nhiên nói, khả năng là gì? Mục đích giữa ngươi và ta vốn đã có mâu thuẫn rồi, không phải sao? Thế Tâm Sinh đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn Hồ Nhân Tạo phía xa, cười nhạt một tiếng. Trần Tiểu Thư có từng nghe nói qua câu, con đường nào cũng dẫn đến La Mã hay không? Chân Hoàng đại bi cau lại. Thế Tâm Sinh tiếp tục nói, đối với Trần Tiểu Thư mà nói, đạt được Cửu Nhãn Thiên Châu, chỗ tốt lớn nhất, đơn giản chính là để quyền thế của ngươi tại Chân Gia thủ đô vững chắc, để những lão nhân gia kia có thể toàn lực ứng phó, chi viện cho ngươi, để ngươi chân chính thượng vị, đúng không? Nếu đã như vậy, không quan trọng có Thiên Châu hay không có Thiên Châu, chỉ cần ta có thủ đoạn để Trần Tiểu Thư ngươi chân chính thượng vị, như vậy phái chăng đạt được Thiên Châu đối với Trần Tiểu Thư mà nói là có cái gì khác nhau đâu à? Chân Hoàng trầm mặt một lát, chậm rãi nói, người có cái thủ đoạn gì để ta chân chính thượng vị được chứ? Đơn giản, lấy thế đè người. Địa tâm chúng ta có kim cương hộ pháp, có tông chủ đang xung kích cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ cần địa tông ta nguyện ý chi viện to lớn cho Trần Tiểu Thư, lấy thủ đoạn của Trần Tiểu Thư ngươi mà nói, muốn tiêu diệt người cạnh tranh khác trong gia tộc, không khó à. Đợi đến khi đối thủ có sức cạnh tranh, chết hết. Như vậy đối với Trần Tiểu Thư mà nói, thường vị chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Một con đường là đạt được địa tông ta chi viện to lớn, quét ngang thiên quân, đạt được ước muốn. Một con đường là làm kẻ thù của địa tông ta, thiên tình vạn khổ, đều chưa hẳn có thể có được Cửu Nhãn Thiên Châu. Thậm chí đem bệnh quăng ở bên ngoài vạn lý thường thành, cuối cùng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đối với Trần Tiểu Thư mà nói, hẳn sẽ biết sau đó phải chọn như thế nào. Nghe được uy hiếp như có như không của Thích Tâm Sinh, Chân Hoàng sắc mặt có chút trầm xuống. Nàng chưa hẳn đã sợ địa tông, nhưng đối với nàng mà nói, cùng địa tông thần bí khó lường, nội tình thâm hậu, đối đầu đến cùng, dường như cũng không phù hợp với ích lợi của nàng. Hít mắt lại một lát sau, Chân Hoàng mới thản nhiên nói, nếu chúng ta hợp tác, điều kiện sẽ không đơn giản như vậy, đúng không? Đau khổ, còn người thông minh nói chuyện chính là đau khổ à? Thích Tâm Sinh mỉm cười. Ta nhớ không lầm, chồng của Trịnh Tích Dương, phòng đầu nhánh thứ 9 Chân Gia thủ đô các ngươi, gọi là Bùi Nguyên Minh à? Chân Hoàng ánh mắt có chút lóe lên, sau đó chậm rãi nói, đúng là có một người như thế. Có điều hiện tại Trịnh Tích Dương cũng đã cùng Bùi Nguyên Minh ly hôn, hắn cùng Chân Gia thủ đô chúng ta đã không có cái quan hệ gì. Thật sao? Thế Tâm Sinh mỉm cười. Vậy ta thế nào lại nghe thủ hạ Tôn Hổ hộ pháp của ta nói, thời điểm hắn đi tỏ tình cùng Trịnh Phong Đầu, Bùi Nguyên Minh này nhảy ra ngoài, cứ một hơi một câu là nữ nhân của hắn. Vốn dĩ hai nhà chúng ta có được thông gia là có thể để tin tưởng lẫn nhau tiến thêm một bước. Đáng tiếc. Chân Hoàng thâm ý sâu sắc nhìn Thích Tâm Sinh một chút, sau đó thản nhiên nói, Thiếu Tông, mặc dù ta không biết ngươi nói cái thông gia này có mấy phần thực tình, nhưng là ta chỉ sợ còn không có tư cách để quyết định chọn đối tượng kết hôn của phòng đồng. Chỉ ít hiện tại không có tư cách này. Không sao. Thế Tâm Sinh cười cười, đại sự chung thân của bọn thủ hạ còn chưa tới phiên Thiếu Tông ta đau đầu, mà lại coi như có đau đầu cũng phải đợi đến khi Chân Tiểu Thư ngươi thượng vị, đúng không? Như vậy đi, không bằng Chân Tiểu Thư nói cho ta biết, Bùi Nguyên Minh kia đến cùng có cái bệnh lĩnh gì có thể lọt vào pháp nhãn của Trịnh Phòng Đầu như vậy à? Như vậy ta cũng thật tốt nói cho thủ hạ kia của ta biết, không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Chân Hoàn nhìn thật sâu Thức Tâm Sinh một chút, sau đó có chút nghiêng đầu. Ta đối với hắn biết cũng không nhiều. Nửa giờ sau, Thức Tâm Sinh rời khỏi đại doanh trại, ngồi vào ghế sau của Toyota. Xe chậm rãi khởi động, đi lên đường cao tốc Vành Đai trong khu đô thị bên ngoài Vạn Lý Thượng Thành. Đợi đến khi đại doanh trại phía sau bị gió cát triệt để che khuất, Ellen mặc váy ngắn mới đưa cho Thích Tâm Sinh một chén trà phổ nhị, sau đó mỉm cười nói: "Thiếu tông, Chân Hoàn này biết làm người hay không? Có đem tư liệu về họ Bùi đều báo cho ngài hay không?" Đang khi nói chuyện, đôi chân dài trắng nõn của nàng xếp lại với nhau, màu trắng ngà cùng sắc mỡ đông mềm mại khiến bất cứ nam nhân nào đều kìm lòng không được muốn sờ vào. Nhưng là Thích Tâm Sinh lại không hề nhìn nhiều, chỉ là lắc đầu nói không có. Chẳng những không có mà lại rất kỳ quái. Vốn dĩ ta đã nắm giữ được tiết tấu đàm phán, lẽ ra có thể làm cho nàng cùng ta chung sức hợp tác. Nhưng là không biết tại sao, sau khi ta đề cập Bùi Nguyên Minh hai chữ, Bùi Nguyên Minh ba chữ, khí tức cả người Chân Hoàn dường như có chút biến hóa. Thực giống như là nàng đối với Bùi Nguyên Minh kia cũng có mức độ kiêu kỳ nhất định. Nói đến đây, còn người Thích Tâm Sinh khẽ hít một cái. Điều này không chỉ cho thấy Chân Hoàn đối với Địa Tông không có quá nhiều kiêu kỳ ra, còn nói rõ một điểm, đó chính là thân phận, thực lực cùng bối cảnh của Bùi Nguyên Minh nói không chừng vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Bằng không mà nói, Chân Hoàn dạng hồ ly tinh này rất coi trọng Cam Lộ Hoàn mà đều có thể bỏ qua. Người chân chính phát ngôn cho lợi ích của thập đại gia tộc cao cấp lần này tại bên ngoài Vạn Lý Thượng Thành khó đối phó là bình thường. Phạm Ellen thở dài một hơi. Thiếu tông, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn cùng Trường Sinh Điện bên kia hợp tác à? Vị Dương đại nhân kia đã chủ động liên lạc với chúng ta 3 lần. Trường Sinh Điện. Thích Tâm Sinh hít mắt nhìn về phương xa, một lát sau thở dài một hơi. Bảo hổ lột da hay sao chứ? Còn hổ lột da như thế nào, ngày mai mới biết.